Báo chí Malaysia nói gì về trận thua tuyển Việt Nam? Ca thắng, ai oán, giận, buồn, thất vọng và tức giận, dè biểu tay sang bàn Safawi chỉ biết bắt nạt kẻ nhỏ. Như vậy là 6 lần chạm trán của tuyển Malaysia thời huấn luyện viên Tang Chen Hue chưa thể tìm được chiến thắng trước Việt Nam Việt Nam. Tờ xa của Malaysia giật tích quá khủng, Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0. Bài báo nói về lịch sử chạm trán của huấn luyện viên Tang Chen Hue và Park Hang Seo qua 6 trận thì ông Tang đã thua 5 trận. Trận đấu đêm ngày 12 tháng 12, Ông Tang đã thua toàn diện trước một đội tuyển Việt Nam chơi cực hay bằng lối chơi tấn công. Ấn tượng Việt Nam là chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nét và cực hiệu quả. Việt Nam đã đánh bại Malaysia bằng những pha dọn cổ siêu đẳng và những động tác kỹ thuật của những cầu thủ dứt điểm như Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức. Lối chơi của tuyển Việt Nam qua trận thắng Malaysia đã biến tay sang bàn hàng đầu của giải là Safawi Rashid, bốn bàn trở nên tầm thường và vô nghĩa. Bài báo trên tờ Star cũng nhận định rằng để góp mặt ở bán kết. Malaysia cần đánh bại Indonesia ngày 19 tháng 12 trên sân quốc gia Singapore. Trên tờ eo biển của Malaysia có bài báo giật tích Việt Nam thắng Malaysia bằng đẳng cấp cao. Bài báo nhìn nhận thực tế rằng Việt Nam và Malaysia càng chạm trán, Việt Nam càng bỏ xa Malaysia. Đêm ngày 12 tháng 12, những chiến binh sao vàng đã chứng minh điều đó. Báo báo viết cay đắng, năm tháng trước tại Dubai, Việt Nam chỉ thắng khó Malaysia 2-1. Còn đêm 12-12 họ thắng dễ 3-0 bằng cách thể hiện vượt đẳng cấp. Cứ tưởng Malaysia đầy tự tin khi trước đó thắng Campuchia 3-1 và thắng Lào 4-0 nhưng chuyện không phải thế. Việt Nam đã biến Malaysia như những cầu thủ mới học bóng đá. Nhưng suy cho cùng cũng không thể trách được Malaysia vì Việt Nam đang đứng hạng 99 thế giới còn Malaysia tận 154 thì có gì đáng buồn. Trên tờ bưu điện Malaysia giật tích, Việt Nam kiểm tra khả năng vào bán kết của Malaysia. Malaysia tự tin với hai chiến thắng trước đó và nói rằng sau trận gặp Việt Nam chúng ta sẽ có vé đi bán kết, nhưng thực tế đã trả lời. Malaysia đã bị việt nam trừng phạt bằng lối chơi bóng nhanh di chuyển liên tục toàn đội Malaysia đã thất bại trong kế hoạch chơi bóng nhanh cường độ cao để đánh bại tuyển việt nam việt nam đã không cho thầy trò ông tang chen hoe thực thi kế hoạch và việt nam đã bắt cầu thủ Malaysia không thể hiện được theo cách của họ việt nam